Thưa quý vị, khẳng định đầu tiên là Eric là một ca sĩ trẻ mà có giọng hát rất hay và ngọt ngào. Điều đó thì ai cũng biết, và đặc biệt là ra bài nào cũng hit. Dạ. Anh thật sự ngu ngốc. Bảo vệ người ấy cũng không xong. Qua đây đứng. Yeah. Đẹp là phải đứng ở khu đẹp. Hiểu chưa? Anh không dám đứng nữa mà. Mình là khu này thôi. Hiểu chưa? Đây là khu dạng như là phố đi bộ. Không? Còn mình là phố đi lụi. Phố đi lụi. Bờ kè rồi đó. Thì Eric thân mến, cái bài này là bài Em không sai, chúng ta sai. Là bài Trường Giang viết dành tặng riêng cho Eric. Trường Giang viết dành tặng riêng cho Eric. Em sắp chưa? Sắp tới tôi còn viết cho Eric một bài nữa là Nếu em sai, cả thế giới sai. Trời ơi, đừng có giỡn. Thì cái bài này là một trong những bài hiện tại là đang hit hot top. À, hit hot top. Đó, là đang gọi là nhiều người nghe và xem nhất. Thì ngày hôm nay chúng tôi có một thử thách nhỏ nhỏ. Trước mắt thì thôi, để cho Eric giao lưu với các bạn tí ha. Đó, đây là Hoa hậu, Á hậu. Đó, Mẫu hậu. Mẫu hậu. Thì tất cả đều có hết. Thì lần đầu tiên đến với chương trình đúng không? Đúng rồi, em lần đầu tiên ạ. Là với tư cách là một talent, tài năng của chương trình mà thậm chí là trước đây cũng chưa tham gia chương trình chơi game nữa đúng không? Thì em thấy... chờ chương trình mời mà không thấy mời. Tại sao lại bỏ phí một người như thế này? Giỡn cho Eric thân mến, cảm giác gì đến với chương trình như thế nào? Thực ra là em cũng đã từng xem chương trình Kỳ Tài Thách Đấu rồi. Và em cũng thấy rằng là em cũng thấy thầy của em chơi. Cả Đức Phúc cũng tới, nhưng mà Đức Phúc là hát thôi mà đúng không ạ? Đúng rồi, cũng tham gia cũng như em thôi đúng không? Thế nên em mong là sẽ có một ngày mà em và Đức Phúc hay chị Hòa cũng sẽ được tới chương trình này để chơi. Chúng tôi rất hân hạnh nếu như bộ ba Gia Đình Hoa Dâm Bục mà đồng ý tham gia. Mời các bạn về cái vị trí đội của mình. Mỗi đội là mỗi cặp. Em đội nào? Em đội Bình Tân, Bình Lợi. Đó. Bây giờ Eric sẽ xuất hiện và đã hát bài này rồi. Nhiệm vụ của chúng ta là bắt đầu giải đáp thử thách của chương trình Em không sai, chúng ta sai của nhạc sĩ Nguyễn Phúc Thiện, nằm top 1 trending YouTube sau một thời gian rất ngắn. Dạ, tụi em biết rồi. MV Em không sai, chúng ta sai khi Eric phát hành thì nó đã leo lên top 1 trending YouTube Việt Nam trong thời gian bao lâu? Bao nhiêu giờ đồng hồ? Eric chỉ nói vậy nè, em mệt không? Chị dắt em vô trong mình. Ê, thôi, bớt vô hỏi thời gian nha. Bữa nay chị dạy tốn tiền hơi nhiều. Để cho em nó nghỉ ngơi tí. Rồi, mời các bạn hội ý với nhau và đưa ra con số. Em thật sự ngu lắm. Ủa, em có câu trả lời rồi chị. Em có câu trả lời rồi chị. Ghê vậy. Bên đây thì cười giống như là chị thắng rồi mấy đứa ơi. Bên đây thì em nó có câu trả lời rồi. Chỉ có cặp đôi Hoa hậu Bình Tân với Bình Lợi vẫn chưa biết gì về đời. Anh nói thiệt, nghe Khánh Vân hình như hôm nay em chọn Lâm Vĩ Dạ là một sự sai lầm lớn nhất á. Dạ không, em vẫn tin chị của em. Vậy hả? Dạ đúng. Chỉ có mình em tin chị, cả thế giới không ai tin chị em hết trơn. Cả thế giới không ai tin chị em hết trơn. Rồi, các bạn hãy đưa ra con số. Theo như em biết đó, thì là MV của anh Eric là sau 2 giờ là cán mốc triệu view. Sau 11 giờ là top 1 trending YouTube Việt Nam. 11 giờ. Và có một chi tiết nữa, người coi đầu tiên cũng là người like MV đầu tiên. Wow. Ừ, ghê á. Người đó là gia đình em hả? Không, người đó là một trong những người có YouTube. Rồi, cảm ơn em. Em nói biết chi tiết lắm, quá. Em tự tin lắm. Tự tin lắm. Em nghĩ là như vậy, không thể nào mà đến 12 tiếng đồng hồ mới nằm ở top 1 trending. Với một người tài năng như Eric thì mình bỏ bớt con số 10 đi em. Dạ. Mình lấy con số 2. Mình bắt dước người ta đi, tại bên kia người ta rõ ràng. Thật ra chốt thì... luôn chứ. Chốt đơn. Chốt đơn 2 giờ luôn mà. 2 giờ thì khủng khiếp quá. Đúng không em? Đúng không em? Trời ơi. Đâu, tại anh vừa nói thôi mà. Anh đâu có biết gì đâu, nói đại mà. Hả? Trời ơi, em xem
điệp bị người phụ nữ dụ dễ dàng vậy? Loại bỏ con số 2 đi. Nói chung là bên kia không thể thắng nổi đâu. Bên tụi em nắm từng tí mà, em rất là một Eric. Em là biết là giờ nào triệu view, giờ nào vào top thịnh hành, ai là người like đầu tiên, và em còn biết người bình luận đầu tiên nữa. Người gì? Bình luận cái MV đầu tiên là ai vậy? Là một chàng trai xài điện thoại cảm ứng. Coi ngay MV tại chợ Bà Chiểu. Bình luận luôn, em định vị luôn mà. Cho nên là bên kia thua đi. Một chàng trai đi mua rau, đi mua rau ở chợ Bà Chiểu, đang rau, thấy thông báo MV coi liền bình luận. Đó là người bình luận đầu tiên trong MV. Cảm ơn em. Số bay. Dạ. 10. Đó. Chị gạ bớt gạ gấm nha. Chúc mừng chị ơi, chúc mừng chị ơi. Quyết định nào? 9 8 7 7 Ủa đừng có làm phiền nữa. Trời ơi. Dạ, đội em 17 chị. M 17 chị. M 17. Mới nói 10, 9, 8, 7, 11, 12 phải lên tới 17 rồi. Nếu như mà 17 không đúng thì chị không sai, chúng ta sai đúng không? Rồi, thì em muốn nhiêu? Em muốn 17. Rồi, dạ thôi 17 đi. Đầu tiên khách mời đúng không? Dạ. Đứa nào cao đó đi. Cao thì có lợi hả? Rồi, bên đây 17, bên đây là 11. Còn mình? Kiếm thưa quý vị. Tụi em cũng bàn qua bàn lại. Tại vì chồng em là fan bự, fan to chà bá của Eric. Đó, chồng Harry là một fan chà bá của Harry. Đúng. Em có biết không Eric, từ cái ngày mà phát hành cái bài hát của em, chị đi phòng khách cũng nghe nhạc em, chị đi toilet cũng nghe nhạc em, chị đi vô phòng ngủ cũng nghe nhạc em luôn. Tại vì tụi em các phòng nó có cái đều có cái bluetooth mà nghe loa. Đúng rồi, đúng rồi. Mà chồng em đi đâu cũng kết nối hết. Vậy em nghi cái tài khoản bình luận đầu tiên là của anh Thành quá. Đúng vậy. Mà thích tới mức độ mê lắm. Mê tới mức độ phải inbox liền ngay lập tức và xin em MP3 liền ngay lập tức. Ngày xưa là Trấn Thành mê cái bài gì mà xin lỗi đi trong cái phim Chia tay đi. Mình chia tay đi. Trấn Thành đi quay với Trường Giang là hát từ sáng tới tối không ăn luôn. Nghiêm túc. Còn cái bài vừa rồi là em không sai chúng ta sai là đi quay. Mình đang ngồi, thì lúc đó anh cũng đã coi rồi. Tối đó là ra em ra đúng không? Là anh coi, anh nghe là anh thật sự ngu ngốc, là anh đang ngồi anh thấy đồ. Trấn Thành vừa bước vô, anh thật sự ngu ngốc. Quay qua tôi nhìn liền, chà, nhanh ha. Là khi mà anh nghe 5 lần là Trấn Thành nghe 500 lần rồi. Nghiêm túc rồi nói, Trấn Thành rất là mê giọng hát của em. Nghe mấy tiếng đồng hồ, trời ơi. Ủa cho rồi, tôi chọn mấy giờ? Thì Harry hồi này có nghĩ là khoảng chừng gần 20 tiếng. Ừ. Thì tụi em có thích số 7, cho nên cũng đưa ra số 17 luôn. Cũng được không sao? Được. Không được hết. Được luôn. Rồi, hai bạn lựa chọn là 17, trùng khớp bên đây là chọn 17. Chỉ có gia đình mình là 11 thôi. Em có nhớ nhầm không em? Anh nãy giờ anh chém đúng gió lắm ấy nha, tự tin lắm á. À, sao anh... Đúng rồi, tự tin đúng không em? Tự tin, 11, anh đừng có lúc lại. 11. 11 tiếng đồng hồ. Eric sẽ là người trả lời thắc mắc cho chúng ta. Ra là đây cũng là một cái bài hát mà đem lại cho em cái thành tích cao nhất từ trước đến giờ. Và cũng là nhanh nhất luôn, bởi vì đây là MV thứ 3 mà em được top 1 trending YouTube. Và nó em đã đạt được thành tích này vào trong khoảng trong khoảng 17 tiếng. Wow! 17 tiếng. Có nghĩa là đúng là gia đình mình cái mạng tôi đến hơi chậm nên mình đọc tin tức cũng sai bét luôn. Ý là em hỏi là sao 11 anh chắc chắn em đọc 11, 2 tiếng lên triệu view, 11 tiếng vào top thịnh hành. Em mới dựa trên cái cơ sở để em chém gió quá anh ạ. Quý vị ơi, nãy giờ coi như Khoa chưa nói gì nhá. Đúng là 17 tiếng.
Như vậy là với việc là hai đội chơi trùng khớp thì Kim Duyên và Khánh Vân mỗi người mang về 2 điểm thưởng. Bây giờ vậy, bây giờ tiết mục của chúng ta còn nhiều tiết mục phía sau nữa. Nhưng mà Trường Giang thiết nghĩ như này, đã có Eric xuất hiện rồi thì những cái phần phía sau giống như là kịch hay là gì đó thì mình bỏ luôn. Bây giờ tới cuối chương trình là Eric sẽ hát cho mình nghe vậy thôi. Đúng rồi, hợp lý không? Chứ bây giờ Eric tới rồi hát bài hai bài về rất kỳ. Thôi, từ đây cuối chương trình tụi em hát hết, tụi anh cứ đứng trên kia chơi thôi. Chương trình còn bao nhiêu phút rồi anh? Còn nhiều lắm. Oh yeah. Còn 4 tiếng nữa. Đây là live show Eric và những người bạn. Nói chơi vậy thôi thưa quý vị, chứ bắt em nó ở đây mà hát nữa thì nhiều việc lắm phải làm. Và ngày hôm nay cũng xin thay lời cho chương trình, cũng xin cảm ơn Eric đã nhận lời đến với chương trình để mang đến một cái không khí khác của bài hát này đến cho quý vị khán giả. Quý vị nhớ một điều này nè, Eric hát sống hay hơn trong clip. Tại vì anh là người đã từng theo dõi em qua trên truyền hình, em hát chương trình live, anh rất là thích. Đó, và vợ anh cũng rất là thích về giọng hát của em, đặc biệt là vậy. Giọng hát Eric đó là nó hay và nó có chiều sâu, bị chắc cũng yêu nhiều, đau khổ nhiều nên hát mới hay được như thế. Chị già ngày xưa cũng đập đầu vô tường, giờ hát mới hay đó. Anh thật sự ngốc hay bạn. Anh thật sự ngu ngốc. Thôi rồi. Khoa hát tâm trạng luôn em. À, khoa hát bài này được luôn hả? Dạ, rất tâm trạng. Anh thật sự ngu lắm. Tâm trạng nổi niềm nha em nha. Kìa. Eric xin chào tất cả các bạn. Sau đây là ca khúc mới nhất, MV mới nhất của Eric. Em không sai, chúng ta sai. Sau 17 tiếng lên top 1 trending. Người bình luận đầu tiên là người đang mua rau ở chợ Bà Chiểu. Anh thật sự ngu ngốc, bảo vệ người ấy cũng không xong. Em bị đau bụng hả? Không phải, ý là anh hiểu Eric là hát đi. Anh nói đúng Eric là Eric hát là tôi vẫn còn nhớ Eric vậy nè. Hồi nãy là anh thật sự ngu ngốc, là cái tay diễn viên còn khoa là anh thật... Không phải, ý em là ghê quá, em đưa bài hát của Eric mà Eric hát ra là đã ở vạch đích rồi, còn em hát ra là vạch áo cho người xem lưng anh ạ. À, thì đấy, nên không thể so sánh được. Cảm ơn em, cứ đóng hài là được rồi nhá. Anh thật sự ngu ngốc, anh thật sự ngu ngốc. hay thật mà. Chúc mừng em đã có một cái thành công mới ở thời điểm này. Và cũng cảm ơn em đến với chương trình. À, trước khi chia tay, em có điều gì nói với quý vị khán giả không? À, trước khi chia tay thì em thực sự rất là cảm ơn chương trình vì ngày hôm nay đã mời em tới đây để em có thể hát được bài hát mới của em dành tặng cho tất cả mọi người, dành tất cả khách mời ở đây. Và em hy vọng là mọi người vẫn còn rất là nhiều những cái tiết mục ở phía sau để gửi tới mọi người trong chương trình Kỳ Tài Thách Đấu, thì hy vọng mọi người sẽ cổ vũ cho chương trình Kỳ Tài Thách Đấu rất nhiều hơn nữa. Vỗ tay cho Eric của quý vị.